Xin chào. Nên mình sẽ giới thiệu các bạn cái đồ bắt gùi do mình làm thủ công. Đây. Nhìn nó rất là đơn giản ha. Thì đây là mình sử dụng chai nước suối lau vi các bạn. Mình cắt cái đầu vỏ, đây cái đầu mình cắt vỏ nè. Cắt một khúc ngắn vậy thôi. Rồi cái mình dùng lực mình nhặn nó vô. Cái dưới này thì mình làm cái đồ để thức ăn vô gùi. Để giữ lại ăn thừa các bạn. Mình có cái gấp gì nữa ha, mình chỉ việc mình gấp này ra gấp vô mình bỏ vô thôi. Thì khi gùi nó có cái mùi này nó bay lại. Thì nguyên tắc của con gùi các bạn, nó cắt cánh nó không có cánh thẳng lên được, nó phải bay ngang á. Nó khó khăn trong học bay thẳng lên thẳng xuống. Bởi nó sẽ bay ngang và nó sẽ bay theo cái hình cái phiểu đó, cái phiểu chút lên. Thì nó sẽ đi lên trên này. Thì lên đây nó bay cái nó mệt quá nó rớt xuống nước là nước xà phòng. Nước xà phòng để giết nó thôi. Khi nào dơ quá đó, bà thấy không, nó rớt xuống nè. Bay hồi mệt nó rớt xuống. Thì đây mình có dùng cái chai thế này nè. Mình dùng máy xé tóc á. Mình xé vòng này cho nó mềm. Rồi mình dùng lực mình nhặn cái nắp xuống. Nhặn xuống. Rồi trước khi nhặn mình cắt trước nha. Thì mình sử dụng chai lau vi á, nó mềm hơn so với chai nước suối 5 lít thường là uống Aquafina. Aquafina thì nó cứng hơn. Lavi thì nó làm nó dễ dàng hơn. Thì đường dùi cho bạn thấy không, nó bay là ngang mà chứ không biết có biết đường mà bay xuống. Ở đây rất nhiều gùi luôn nè. Nó làm cái này xong bạn treo ngoài sông hè các bạn á. Một ngoài giường á thì tự động nó sẽ gùi nó bu lượn lại thôi. Và mùa nắng nóng thì mùi rất là khủng khiếp. Cực kỳ đơn giản là dễ làm. Dựa vào mô hình này thì các bạn làm sao mà nó nhìn nó thẩm mỹ hơn, ok hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở một video khác ha.